Xin chào, bạn đã nghe T-Pod, một podcast bàn luận về những vấn đề phát triển bền vững trong cuộc sống. Podcast được co-host bởi Mia Nguyễn và Hà Ngô. Mình là Mia Nguyễn, quản lý của cộng đồng phát triển bền vững Sustainable Việt Nam. T-Pod được đồng hành bởi Doty, là nơi những tách trà nóng mang đậm hương vị Việt Nam được gửi đến cho khách mời. Nào, nếu đã sẵn sàng, hãy cùng T-Pod quên đi những bộn bề ngoài kia và ngay cho mình một tách trà nóng, kèm thêm một chiếc bánh ngọt và cùng chúng mình bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của series T-Pod. Đây sẽ là số cuối cùng trước khi chúng ta cùng chào đón cái Tết 2022. Lại là mình, Mia Nguyễn. Khách mời của tập hôm nay sẽ là một người cũng hơi cùng quê với Mia. Đó là anh Vĩ, giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh, hay còn có một tên gọi quen thuộc khác, đó là Green Việt. Em chào anh Vĩ. Chào mừng anh Vĩ đến với T-Pod. Chào Mia, chào tất cả các bạn. Hiện tại thì đang là 7 giờ sáng, thì để chuẩn bị cho buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em đã phải dậy từ 6 giờ. Thì thật ra nó cũng không phải là sớm, nhưng mà anh Vĩ đã dậy từ 5 giờ để đi tập thể dục rồi các bạn ạ. Hình như mọi người càng lớn thì mình sẽ càng dậy sớm đúng không anh? Càng lớn nó càng khó ngủ. Nhưng mà hồi trẻ anh Vĩ có ngủ nướng không? Hồi trẻ, hồi nhỏ thôi chứ còn lại mà. Cái thời mà đi học rồi thì cũng không thể ngủ nướng. Thế rồi, không thể là không thanh minh cho mình được rồi. Giờ anh Vĩ đang ở nhà ạ? Anh đang ở nhà. Tí nữa anh qua, ngày thứ bảy vẫn làm. Hết ngày nữa là cho anh em nghỉ để mà đón cái năm mới. Ôi sướng á, em phải làm hết tuần sau em mới được nghỉ cơ. Là xíu anh Vĩ chạy lên bên trung tâm để làm tất niên sớm ha. Thì có mấy bạn chuẩn bị rồi thì tí nữa là lên tất niên rồi. Xíu anh Vĩ lên là vào mâm thôi đúng không? Tất niên chứ. Tất niên là cả một cái team mà chứ đâu phải chắc mình đâu. Mình chỉ làm cái nhiệm vụ là cũng nói. Vậy năm nay anh với Điên Việt có cái dự định gì mới không? Nói về anh Vĩ trước đi, năm nay anh có dự định gì mới không? Lại dự định thì cũng khá nhiều đấy. Trước hết là về phía gia đình thì năm nay tiếp tục gọi là hoàn thiện cái nội thất trong gia đình đó. Là cái nữa là cái quan trọng nhất. Anh Vĩ mới xây nhà? Cũng mới xây nhà xong. Buôn ba hơn 20 năm rồi. Bây giờ mà xây được cái nhà. Thích thế. Rồi còn để qua cái khác á, thế là bắt đầu là cũng nghiên cứu thêm, tức là anh cũng có cái dự định là chuẩn bị để học tiếp lên tiến sĩ. Là tiến sĩ cái ngành sinh học luôn đúng không anh? Cũng là trong cái ngành sinh học luôn. Có như thế thì mới phát huy được cái năng lực và có cái đóng góp nhiều hơn cho cái bảo tồn. Còn những cái kiến thức á, và những cái kinh nghiệm mà mình trải qua 20 năm thì bây giờ cũng gần hết rồi. Bây giờ phải nâng cấp nó lên. Còn về phía của Green Việt thì năm nay cũng chỉ chủ yếu là tập trung vào cái mảng bảo tồn các cái loài nguy cấp quý hiếm và các cái hệ sinh thái như là chà vá chân nâu ở Sơn Trà này, chà vá chân xám ở Tam Mỹ Tây, núi Thần của Quảng Nam, rồi chà vá chân đen ở Hòn Heo hoặc là chà vá chân xám ở Con Ba Lông. Bên cạnh đó thì năm nay thì phía của Green Việt cũng sẽ dự kiến là nghiên cứu thêm cái loài treo treo lưng bạc. Đây là một cái loài cũng rất là thú vị. Bây giờ là chỉ là cái loài động vật thông thường thôi. Dạ. Nhưng mà cái loài này là 30 năm rồi là không phát hiện ra. Đấy. Mình á, anh Việt Nam á anh? Ở Việt Nam hơn 30 năm rồi không phát hiện ra cái loài này. Bởi vì trước đây là cứ nghĩ đây là cái con treo treo bình thường. Đó. Và ngày xưa thì các nhà khoa học đã từng phát hiện ra treo treo lưng bạc rồi, nhưng mà sau đó không nhìn thấy nữa. Bây giờ cái quần thể này là đã xuất hiện lại ở một số cái tỉnh ở Nam Trung Bộ như Khánh Hòa đấy. Thì Green Việt tiếp tục là mở rộng cái điều tra về vùng phân bố, về số lượng. Trên cái cơ sở đó thì sau này sẽ đưa cái loài này vào trong các cái kế hoạch bảo tồn. Thì đó là một cái mới. Em nghe em thích ghê, tại vì em chưa được thấy con vọc bao giờ, nghe thú vị ghê. Con vọc thì nó rất là đẹp. Hôm nào em có thời gian thì mời em ra Sơn Trà. Bây giờ cái quần thể chà vá chân nâu ở đây là nó rất là dễ nhìn thấy. Mình đi ngoài đường bê tông thôi và mình có thể là nhìn thấy cách khoảng 10m, 15m, 20m là mình đã gặp được rồi. Và nó rất là thân thiện, nó thân thiện lắm. Con vọt nó không phải như con khỉ đâu.
con khỉ thì nó thường nó hay phá có thể nó giật đồ của du khách hay là của mình mang theo, cho con vọc thì nó ngồi trên cây nó hiền lắm. Thường mà những cái đàn vọc nó quen với con người rồi á, và không có những cái dấu hiệu đe dọa thì con vọc nó cũng hiền dần. Và trong quá trình mà quen dần là hẳn nó cũng tương tác với mình, thỉnh thoảng nó cũng tạo ra cả cái tư thế để cho mình chụp hình hay là ôi dễ mình... thương. Chứ cái bây giờ con vọt mình ngồi ý một cục như cái thứ này thì thôi. Nhưng mà anh Vĩ được lại gần con vọt bao giờ chưa? Cái thứ nhất đó là ngoài tự nhiên thì cũng có điều kiện để tiếp xúc lại gần đó. Bởi vì nguyên tắc thứ nhất là mình giữ cái khoảng cách cho con mình mà gần là vọt nó chạy ngay, vì đây là cái loài động vật hoang dã. Cái thứ hai thì một trong những cái nguyên tắc mà cái tương tác giữa con người và động vật hoang dã thì mình không được tới quá gần động vật hoang dã, bởi vì như thế nó sẽ xảy ra một số cái bất cập. Ví dụ như mình với động vật hoang dã có thể là truyền cái bệnh tật cho nhau, tạo cái điều kiện động vật hoang dã nó thân thiết quá, đúng không? Thì những cái kẻ mà nó lợi dụng nó sẽ bắt. Dạ, đúng rồi. Còn lại bình thường á, nếu mà mình tới quá gần, tức là thường thường bây giờ cũng chưa có quy chuẩn nào, nhưng mà ví dụ khoảng 20 mét trở lên hoặc 10 mét rồi mình để cái khoảng cách trở lại an toàn thì động vật hoang dã nó cũng không hoảng sợ. Ừ, tại em nghĩ là có khi anh Vĩ vào thăm nó nhiều quá xong kiểu nó nhớ mình, em nghĩ là chắc nó thấy người quen chắc nó biết chứ đúng không ạ? Nó biết chứ. Bây giờ thường bên anh đi nghiên cứu ngày xưa là mình mặc cái bộ áo quần á, mà là mình cố gắng đồng màu. Ví dụ như là thường thường đi rừng thì mặc áo xanh, màu xanh để cho nó hài hòa với môi trường. À, thì mình cứ cố gắng mặc miết cái màu xanh như thế thì động vật á, nhìn chắc nó quen. Còn hôm nay mình mặc áo trắng á, là động vật nó phải phân tích, à có thể người này người lạ hay người quen. Ừ. Nhưng mà con vọc thì em thấy nó kiểu nó nhiều màu hơn là con khỉ đúng không? Thì tại sao người ta gọi là con vọc anh nhỉ? Cái từ vọc này á, là có hai chữ O, tức là V, O, O, C, điều nặng nữa là vọc. Chứ không phải một chữ O. Thì cái này thì khi mà bạn đang đi điều tra và nghiên cứu á, thì có phát hiện ra là vì sao mà dùng cái từ vọc. À, thì cái cộng đồng người bản địa họ nói rằng là ngày xưa cái tiếng người con này kêu dọc chọc chọc chọc. Tức là âm thanh nó phát ra là nghe cái âm lọt vọc vọc. À, thế sau lại á, là cuối cùng là họ đặt đó là tên con vọc. À, là từ đó là con vọc. Có những cái cộng đồng họ không phải con vọc đâu, họ bảo con giọt thôi. Nhưng mà sau người kinh kinh á, là mình dịch ra lại thành vọc. Có nghĩa là hẳn cũng còn liên quan đến cái âm thanh đầu tiên mà cái con vọc nó phát ra. Và người dân thì họ chưa thấy, họ nghe và chập đến họ thấy và họ gọi dân. Thời gian lâu thì bây giờ nó thành con vọc. Dạ. Yeah. Thì anh Vĩ cũng trong cái ngành này được 20 năm rồi đúng không anh? Thì nói qua một chút về Rin Việt, thì Rin Việt thành lập từ 2012, hôm nay là mình kỷ niệm vừa tròn 10 năm á. Vậy thì trong 20 năm chặng đường và 10 năm đi cùng với Rin Việt, anh cảm thấy cái chặng đường bảo tồn cái việc phát triển bền vững này thì anh cảm thấy như thế nào? Cái lúc mới vào á, khoảng 1-2 năm đầu á, thì mình thấy có vẻ như là rất là xa. Và có vẻ như là nó có cái gì đó hơi mơ hồ. Tức là khi mình đi làm á, là mình thấy rằng là mình thì đi hỗ trợ bảo vệ rừng, nhưng mà lâm tặc rồi phá rừng rồi chuyển đổi đất đai thì mình thấy là cái đóng góp của mình nó rất là nhỏ. Và liệu những cái người cùng cái chỉ hướng với mình nữa, thì rất nhiều cái đơn vị khác nữa cùng làm, thì liệu có giúp được cái bảo tồn đa dạng sinh học không? Đó là cái lúc đầu làm khoảng 1-2 năm. Nhưng mà đến bây giờ khoảng 20 năm rồi á, cái ngành nghề này á, cũng như cái con đường mà mình đã trải qua á, thì nó tạo ra được cái giá trị và mình đam mê hơn, mình thích hơn, mình yêu hơn và mình mong muốn là tiếp tục nhiều hơn nữa với cái lĩnh vực này. À, bởi vì là từ khi mà ra trường đến giờ á, cũng như khi lập của Rin Việt á, bản thân của mình thì cũng chủ yếu tập trung vào bảo vệ các cái loài thú linh trưởng, chủ yếu là vọc. Bắt đầu là con vọc chà vá chân xám ở con ca kinh, và bây giờ cái quần thể vọc cũng đang sinh trưởng phát triển ổn định và cái rừng vẫn được giữ và diện tích còn tăng thêm nữa. Và vừa rồi con ca kinh này cũng nằm trong cái khu dự trữ sinh quyển, một cái diện tích rất lớn, và con ca kinh đã trở thành cái một vùng trong đó, thì như thế là mình thấy là cũng rất là vui. À, khi lập của Rin Việt ra thì chủ yếu là lúc đó là cũng bảo vệ cái loài chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà. Yeah. Đấy, một cái thời gian rất là dài, từ nghiên cứu, từ giáo dục truyền thông, rồi vận động chính sách. Thì thấy bây giờ cái quần thể vọc nó được bảo vệ rất là tốt, rồi cộng đồng bắt đầu quan tâm, rồi tham gia bảo vệ, diện tích rừng được dùng bây giờ là được mở rộng ra so với trước đây. Những cái điều đó là những điều mà thấy rằng là cái việc làm của mình là nó tạo ra được cái giá trị, nó tạo ra được cái sự thay đổi. Và cũng nói để Mia biết là cái hồi xưa mà khi mới lập Green Việt á, là
trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học, thì mình được tắt cái từ đa dạng sinh học. Thì mấy ba hàng xóm là mấy ba ngồi với nhau, mấy ba là u có cái trung tâm hay ghế, trung tâm này trung tâm là bảo tồn đồ dùng sinh hoạt. Cái đa dạng sinh học là cái đa dạng sinh học là họ không biết, đúng không? Bởi vì cái lúc đó là cái từ đa dạng sinh học nó chưa phổ biến. Dạ. Thì họ không biết dịch ra là họ dịch ra cái đồ dùng sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ rất là vui là bây giờ là người ta biết được cái từ đa dạng sinh học rồi, và cái từ đa dạng sinh học trở nên giống như là phổ thông á, ai cũng có thể nói được cái từ đa dạng sinh học, và trong văn bản, trong các cái chính sách, trong các cái kế hoạch đều đưa cái từ đa dạng sinh học vào. Thì đó là một cái thành công, lúc đó mình tự hào chứ. Em cảm thấy đúng là Vinh Việt nó là chặng đường 10 năm thì nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài thì cũng không dài. Thì đúng là Vinh Việt đã làm được rất nhiều thứ cho vùng Trung Tây Nguyên và góp phần rất lớn vào cái việc phát triển bền vững nơi đó. Thì tính tới nay là vừa tròn 10 năm, thì ngoài cái câu chuyện mà anh Vị kể về cái chuyện mà người ta nói thành bảo tồn đồ dùng sinh hoạt á, ngoài cái câu chuyện đó thì những cái ngày đầu tiên mà anh Vị thành lập nên Vinh Việt thì có cái điều gì mà anh thấy đáng nhớ mà anh muốn chia sẻ nữa không? Có lẽ là hai cái mà đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên lập của Rinh Việt thì lúc đó không có cái tài chính, cho nên là anh em rất là khổ, và bản thân anh cũng phải làm các cái áo về vọt rồi sách rồi vợ và đi bán. Phải đi bán để kiếm tiền để làm bảo tồn. Thì bây giờ nghĩ lại cái thời đó, sao mà mình một cái tổ chức làm có cái giá trị, có ý nghĩa thế này mà mình phải đi bán từng đồng, rồi giống như đi bán vé số em. Phải năn nỉ, phải mời người ta mua để có tiền mình đi bảo vệ. Thì đó là cái kỷ niệm mà phải nói rằng là gần 2 năm đầu á, là nó có cái gì đó nó cũng vui, nhưng mà cảm giác lại nó cũng hơi buồn, đúng không? Bởi vì cái ngành nghề của mình không được nhiều bên quan tâm, đặc biệt là các cái tổ chức phía chính phủ địa phương á, thì rất là khó để mà tiếp cận các cái nguồn tài chính. Mình mới lập ra ai tin mình hết á, vẫn ai cho mình hết, và mình đã làm được cái gì đâu mà người ta dám đưa tiền cho mình làm. Mà làm cái việc về mấy cái con động vật ở ngoài rừng á, người ta nghe vẻ như là chả cái nghề nào cả, chả cái ngành nào cả. Đấy, bây giờ là nghề kiểm lâm người ta biết, nghề bác sĩ người ta biết, giáo viên người ta biết, còn nghề bảo tồn thì mình chưa phải là nhà khoa học. Cho nên là không biết là cái nghề gì, đúng không? Tổng là nghe đi trong rừng, mà đi trong rừng thì rừng thiêng nước độc, rồi nghe nó. Hãy nhớ rằng là cái quan điểm ngày xưa là người ta bảo rằng là những cái người mà giống như là học mà ra mà không đạt, không thông minh thì mà đi vào những cái ngành nghề đó. Chứ còn người ta mà giỏi thì người ta làm doanh nghiệp, người ta làm giáo viên, bác sĩ, vân vân. Thì cái lúc đó là cái ngành nghề nó chưa được quan tâm. Thì đó là cái đầu tiên mà mình thấy là cũng kỷ niệm. Cái kỷ niệm thứ hai và liên quan đến công việc là cái năm 2013 thì của Rinh Việt đặt ra cái mục tiêu đến năm 2020 thì người Đà Nẵng là phân biệt được là con khỉ với con vọt nó khác nhau rồi. Bởi vì là cái con vọt là cần ưu tiên bảo tồn. Chính vì thế là mình làm poster, làm các cái poster và đưa đến các cái khách sạn để truyền thông cho khách sạn và cho du khách ở đấy. Mình đem vào một cái khách sạn ở Đà Nẵng, ở đường Phạm Văn Đông á. Thì cái ông giám đốc khách sạn á, mình cũng sợ chứ, đến đâu ông giám đốc khách sạn mà mình mới có nghe thôi mà. Mình mang tới mình xin để treo cái poster vọc cho bà trên lâu rất là đẹp để mình tuyên truyền nâng cao nhận thức. Mới bước vào thôi là ông chặn ngay lập tức và ông đuổi ra. Và họ rất là dữ. Họ bảo là mình chưa kịp nói con vọt nữa, họ bảo là tao biết rồi, cái con này là con khỉ, mà con khỉ thì nó rất là xui xẻo, cho nên họ yêu cầu là ra ngay lập tức. Và rất là buồn luôn, mình hụt hẫng luôn. Bởi vì một cái người mình coi là một cái giám đốc khách sạn, người có ăn có học, và người ta có thể là cùng với mình để bảo vệ con vọt thông qua cái truyền thông, nhưng người đang chịu và mình mang tới cho người ta chứ phải, mà con vọt rất là đẹp chứ phải, cái ảnh mà đem đi đeo là đẹp chứ đâu phải ảnh xấu. Cũng chính cái câu chuyện đó mà từ đó mới nỗ lực bằng mọi giá là phải làm sao để cho người ta biết được con vọt, và người ta yêu con vọt, người ta thương con vọt, người ta quý con vọt, và người ta bảo tồn. Thì đó là cũng có chuyện rất là hay. Và bây giờ cái cộng đồng ai cũng biết con vọt rồi, và giờ nó vọt cho bà chân đâu ở sân ta thì mang tầm gọi là quốc tế rồi. Cái thông điệp nó được đi rồi, đi rất là xa rồi, và người ta biết, người ta quan tâm đến cho bà chân đâu rồi. Và cũng từ đây người ta quan tâm đến cả cái loài động vật hoang dã khác. Dạ, chắc giờ ở Đà Nẵng thì nếu mà nói con vọt thì chắc mọi người sẽ biết nhiều đúng không anh? Ừ, bây giờ người ta biết rồi, người ta biết là con vọt rồi. Khi mà mình nhìn lại những cái điều mà mình đã trải qua thì nó có cái vui, nó có cái buồn, nhưng mà em nghĩ là nó đều đáng giá. Mọi thứ xảy ra nó đều rất đáng giá để mình có được cái ngày hôm nay. Nghĩa là nếu mà không có cái chuyện mà
họ không phân biệt được con vọt, mình cũng sẽ không có một cái gì đó nó thúc đẩy mình để mình quyết tâm là mình phải làm được cái điều này. Thì em nghĩ là tất cả đều rất là đáng giá. Ừ, anh cũng có cái quan điểm như em vậy. Dạ, vậy thì những cái mà anh Vĩ vừa mới kể với em ấy, nó có phải là những cái khó khăn nhất mà khi mình đi trên con đường này không anh? Có một cái bài học nào mà anh phải trả một cái giá rất đắt để anh có thể học được không? Cái ngày đầu tiên mà anh vào nghề ấy, thì cũng rất nhiều câu chuyện mà cần phải vượt qua, bởi vì là cái cuộc sống ở trên Tây Nguyên, trên vườn quốc gia Con Ga Kín thì cái cuộc sống rất là vả. Thực ra là cái cuộc sống bọn anh là ăn rồi chỉ ở trong rừng thôi. Đó, mà trong rừng thì cái điều kiện sinh hoạt này, ăn uống này, ở này nó rất là vất vả, và đặc biệt là mùa mưa. Cái nhóm nghiên cứu của bọn anh là phải đi trong rừng, ở trong rừng. Ăn cơm là coi như là không cần phải mang canh, bởi vì là mưa là nó chạy xuống là coi như là thành canh rồi. Thì phải nói rằng là cái lúc mà mình là trẻ mà, được học ở một cái trường đại học ở thành phố. Xong rồi thường thì các bạn trẻ mà ra mà được có một cái tấm bằng tốt nghiệp đại học rồi á, thì thường là bố mẹ hay là bất cứ ai cũng muốn mình sống ở cái điều kiện tốt hơn như thành phố đó thế. Mà tự nhiên là phải đi vào rừng nữa, phải lăn lồi trong điện thoại có sống có mà sống rất là cực, rất là vất vả. Thực ra là cái tâm lý là phải vững và phải đam mê ngành nghề thì mình mới vượt qua được, cho còn rất nhiều người bỏ việc. Còn là được may cái là anh là cũng một trong những người miền Trung á, thì cái tính mà chịu khó rồi cái chuyện mà kiên trì kiên nhẫn là nó có. Cho nên là anh theo được. Cái khó về cái điều kiện á thì không phải là quan trọng lắm, nhưng mà phải vượt qua được cái tinh thần. Và đặc biệt á là cũng phải là thuyết phục được bố mẹ. Ngày đầu tiên mà anh đi làm cái này á là anh đi 4 tháng anh mới viết thư về cho bố mẹ, ngay sớm gọi điện thoại. 4 tháng sau anh mới dám viết thư cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ buồn, bố mẹ thất vọng và bố mẹ có thể cấm đoán không cho mình đi làm cái nghề này, bởi vì nó nguy hiểm quá. Nhưng mà không ai hiểu rằng á, thực ra là sống cái cuộc sống trong rừng á nó vất vả nhưng mà rất là thú vị, bởi vì mình được hít thở không khí không lành này, nghe tiếng chim này, nghe tiếng suối này, mình không phải xô bồ cái cuộc sống bên ngoài, thấy không? Đó họ trầm lặng, họ yên tĩnh và cái tâm tu tâm rất là tốt đó. Thì đó là cái điều vất vả nhất mà phải đối diện và vượt qua. Anh đã từng đi trên Công Tung mà mua một con gà mà hết 3 lít xăng. Tức là cái đường đi không được. Bây giờ tức là xe mà đi còn 2 cây số thôi mà đi không được, tức là hắn sục mà đi không được rồi đẩy rồi rú gà rồi bên bên tìm mua con gà mà hết 3 lít xăng, mà cái lít xăng thời đó là cái lít cao nhất là thời điểm 25.000. Đó. Thì hơn cả con gà vì nó rất là vất vả. Mà mưa gió nữa mà bùng lạnh nữa. Thực ra em nghĩ là cái vấn đề tinh thần rất là quan trọng. Mình phải thực sự mình rất đam mê và mình rất kiên trì với con đường mình đi thì mình mới có thể trụ lại được. Em nghĩ là như thế. Qua cái lời anh Vĩ kể, em có thể tưởng tượng ra được cái khung cảnh ở đó như thế nào. Thì em rất là ngưỡng mộ cái sự kiên trì của anh Vĩ để vượt qua được những cái khó khăn như vậy. Giờ lâu lâu anh có vào rừng không? Có, tức là so với anh em thì bây giờ anh ở cái vị trí quản lý cũng ít có thời gian để mình vào rừng nhiều, là so với anh em thôi. Chứ còn lại bản thân anh thì cũng đi rừng bình thường, tức là rừng Sơn Trà, Ca Kinh, rồi Công Tung, rồi Khánh Hòa, vẫn vẫn thường là bọn anh cũng vẫn hay vào rừng. Lúc nào mà công việc nhiều quá mà không vào rừng được thì thường thường buổi chiều là anh cũng lấy xe anh chạy đi một vòng trên bản đảo Sơn Trà để giải tỏa bớt cái stress đi. Em có chạy xe lên trên đỉnh Bàn Cờ rồi, thì cái đường lên đó rất là mát, kiểu cái đường rất đi rất là thích, tinh thần rất là thoải mái, nó có một cái gì đó rất là refresh lại con người của mình. Em rất là thích cái đường đó. Nhưng mà nào mà đi rừng, mấy anh em đi rừng thì cho em đi kéo với, em cũng rất là thích đi vào rừng. Rất rất là welcome em. Chỉ cần là em hoặc là bất cứ đối tác nào mà ra Đà Nẵng mà cậu mong muốn đi Sơn Trà là bên anh sẵn sàng dẫn đi liền. Với lại em cũng muốn thực sự thấy được con vọt ngoài đời trong nó như thế, tại vì nhìn trên hình nó đẹp quá, kiểu nhìn nó nhiều màu đúng không anh? Đúng rồi, nó bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Năm nay hết dịch thì ra Đà Nẵng đấy. Dạ, vậy thì cố gắng trong năm nay sắp xếp, tại vì quê em cũng ở gần đó nên là cũng muốn về thăm nhà ha. Với lại em thích ăn cao lầu nữa, về để được ăn cao lầu. Cao lầu về đi Hội An, đấy vào Hội An gần lắm. Dạ. Quay lại một xíu với anh Vĩ ha. Thường thì khi mà nói chuyện với anh Vĩ thì anh Vĩ rất hay kể về loài vọt cho tụi em nghe. Thì con vọt có phải là con vật yêu thích của anh không? Anh thì anh yêu thích cả con vọt là con khỉ.
À, hai con còn nào anh cũng thích hết, nhưng mà anh chỉ thích những con trong tự nhiên thôi. Nếu anh chọn được một loài vật ấy, thì có cái loài vật nào mà anh cảm thấy bản thân mình có cái sự liên kết chặt chẽ với cái loài vật đó không? Con vật thì anh vẫn thích là con khỉ. Và anh nghĩ con khỉ là nó gần gũi với anh bởi vì anh là tuổi khỉ. Mà anh có những cái đặc điểm giống khỉ thật. Thì nó được tự do, tự tài, nó được thoải mái, nó được nghịch, được đùa. Được là chính mình đúng không? Giống khỉ chính mình. Còn con vọt thì anh thấy đẹp và yêu quý thôi, chứ con nó không thể giống mình được, hắn đại diện giống mình được. Nhưng con vọt là tùy theo từng loài nghe, nhưng mà thường thường mà vọt chở vả thì nó chỉ sống trên cây thôi, nó không đa dạng được. Đấy, rồi nó leo treo nó cũng bằng con khỉ được, con khỉ là có thể bất cứ các cái tư thế nào. Không chỉ là dành cho đối tác, ở bên Dream Việt hiện tại có tổ chức những cái chuyến dành cho những du khách, kể cả du khách nước ngoài vào rừng xem vọt và học cái thiên nhiên nơi đó đúng không ạ? Đúng rồi, bên anh có cái trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên đó, thì ở đó có các cái bàn là chuyên phục vụ đó, để mà các cái chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho du khách, cho người dân và đặc biệt là học sinh sinh viên để đi tham quan và tìm hiểu thêm cái đa dạng sinh học của cái bản đảo sinh thái. Tại vì em thấy cái mô hình này rất là hay và cần được nhân rộng khắp mọi nơi. Lần sau chắc chắn là em sẽ tham gia. Nhưng mà anh Vĩ có làm hướng dẫn viên không? À, tuy nếu mà khách hàng đặc biệt thì anh không phải nhận viên chứ. Thế em sẽ trả công anh Vĩ bằng một chầu cao lầu. Ok. Tự nhiên nhắc cao lầu là em thèm đi. Nhưng mà hôm nay chắc em sẽ đi ăn thử cao lầu ở Sài Gòn. Kiểu em hồi em ăn cao lầu xong kiểu em bất ngờ mà. Tại vì em thấy nó ngon quá. Em bị bất ngờ ấy. À. Anh Vĩ học thạc sĩ sinh học, anh Vĩ đi rất là nhiều nơi, thì có cái điều gì mà anh thấy đáng nhớ anh mà anh muốn chia sẻ cho các bạn khán giả của T-Pod không? Anh có một cái lần đi rừng là anh cũng đáng nhớ lắm. Anh đi rừng cùng với một người dân địa phương, thì khi mình lên ở mình thuê người dân địa phương dẫn mình đi thì họ cứ đòi là phải trả tiền trước, vì không trả tiền trước là họ sẽ không đi. Đó, họ bảo là họ đi thì phải có tiền để cho vợ con ở nhà là mua gạo mua cơm đó. Mà khi mình trả tiền trước á, có một cái rủi ro đó là khả năng là đôi khi là họ vào họ sẽ bỏ về, bởi vì họ nhận được tiền rồi mà. Nhưng mà trong cái bối cảnh mấy ngày liên tục là bọn anh cũng không đàm phán được để cho họ đi, họ bảo thôi ngày mai là đi, thì uống rồi thì ngày mai họ bảo thôi uống say quá dừng đi nữa, ngày mai thì họ bảo là thôi ngày một đi thì họ bảo chưa thèm rượu quá, lại uống tí đó để ngày mai đi rừng chứ vô rừng đó uống được. Họ có rất nhiều cái lý do và cuối cùng thì họ không đi. Bọn anh mệt 3 ngày trời và sau đó bọn anh chấp nhận là trả tiền trước rồi cũng ngồi nói chuyện với họ, thì ra là họ nói rằng là họ thấy mình lạ cho nên họ sợ, vì ngày xưa họ đã từng đi vào trong rừng cũng là tham gia bộ đội á, họ rất là sợ mình dẫn vào trong lỡ may rồi nó xảy ra cái chuyện này chuyện khác. Tức là khi đi vào trong rừng rồi là mình đi tìm vọt thì mình nói với họ, nếu bình thường mà anh không gặp vọt thì anh có thể là chặt một vài cái đọt mây để anh tội về anh nướng ăn. Nhưng mà khi gặp vọt thì anh là hãy im lặng và đừng có chặt, đừng có nhúc nhích gì cả để chúng tôi quan sát. Thì lúc nữa là đi vất vả là một ngày thì gặp được vọt, gần 5 giờ rồi gặp được vọt thì mừng quá. Thế là mình quan sát vọt thì bắt đầu là họ ngồi đứng một xí thôi. Và họ lại đi chặt và làm vọt nó chạy á. Lúc đó mình trẻ mà mình bực mình quá, mình nói năng tiện với họ một tí. Thế rồi thì mình cứ theo vọt thôi, mình cứ theo vọt mình đi và cuối cùng biết sao không? Thế là họ bỏ về. Họ thả mình ở trong rừng á, còn mình đâu có biết. Bây giờ mình không có cách gì mà biết hết á. Và mình đi là mình có hai, mình với một đồng nghiệp nữa. Thì đồng nghiệp và hướng đồng nghiệp mình đi theo hướng mình. Và lúc nữa chưa có cắm lán, chưa có cắm trại chứ hết á, đúng không? Và mình không biết được, tức là thực ra rừng mà nếu mình ở lâu á, thì mình biết. Còn cái khu vực mới là mình biết đâu, mình cả người chặn đường thôi. Và đoàn đó là gần 6 giờ tối rồi, trời nó tối rồi mà thường thường ở một mình trong rừng là sợ lắm á. Ở hai người sợ chứ, một mình là sợ. Mà không có gì ăn hết, nếu mà đêm là lạc là không có ăn, có uống, có đôi gì hết. Thì thằng bạn của anh nó cũng khôn, anh trở về lán trước và bắt đầu là nó thông minh lắm, nó đốt lửa. Đấy nha, nó đốt lửa lên và nó bỏ nhiều là cây vào để cho khói nó tỏa lên để làm dấu hiệu á. Còn anh thì anh cũng cố gắng là nhớ lại những cái đường mà mình đã từng đi qua, vì lúc đó mình đi học hoặc là mình nảy đường nữa, vừa cố gắng nhớ mà vừa cố gắng là nghĩ là thế nào để đồng nghiệp của mình nó học ra cái dấu hiệu gì đó để mình có thể là tìm được. Thì sau đó anh ngửi thấy mùi khói, ngửi thấy mùi thôi chứ mình đâu có nhìn thấy khói được đâu. Dạ. Và cuối cùng là anh mò theo mùi khói nữa, mà cuối cùng là đến gần 7 giờ tối là gặp được.
và hai anh em rất là mừng, bởi vì là không thể bị lạc trong rừng, mà lạc trong rừng thì rất là nguy hiểm. Yeah. Đó thì đó là cũng cái kỷ niệm đáng nhớ mà người địa phương họ bỏ về, rất là đáng nhớ mà cũng sợ cho hội đồng sợ lắm. Vậy là anh Vĩ với bạn là ở trong rừng nguyên một tối luôn rồi sáng mới tìm được đường về hả? Sáng hôm sau thì bọn anh không có người địa phương thì không có cách gì bọn anh đi được nữa, thì bọn anh buộc phải đi về. Từ lúc đó là hai anh em tự tìm đường mà về lại ngoài thôn, sau đó là kiếm người khác đi, chứ còn là cái khu vực mà lạ như thế là mình không thể đi được. Ừ. Ủa nhưng mà ý là kiểu mình bị lạc như thế mà mình vẫn tìm được đường về hả? À, không đi về thì có kinh nghiệm ấy. À, thường là khi mà mình lạc trong rừng ấy, thứ nhất ấy, là mình có thể đi dọc theo cái con suối. Suối thì nó sẽ đổ ra sông và nó đổ về trụ thôi, về thôn bản thôi. Có thể là bất cứ thôn bản nào nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đi về được. Cái thứ hai ấy, thì mình có thể là đi lên một cái đỉnh núi thật cao để mình định hướng trước, mình xem hướng. Mình xem hướng thử làng bản nó ở chỗ nào để mình còn đi về. Với bọn anh thì còn nhiều cái kỹ năng lắm. Hoặc là có khi thì mình dựa vào cái mặt trời, mình biết chỗ nào hướng đông, hướng tây, vân vân. Em có đi tài năng Phan Dũng á, thì có một cái trường hợp là có người bị lạc ở trong rừng á, thì em rất hay tưởng tượng là lỡ như mà mình lạc ở trong rừng một mình thì mình cảm thấy rất là sợ. Thì cái anh mà dựng cái tour đó thì anh mới kêu là em mà bị lạc trong rừng thì em cứ ngồi yên một chỗ, em đừng làm gì hết, em cứ ngồi yên đúng hết cho anh, hoặc là kiếm cách đốt lửa lên để tạo dấu hiệu thì sẽ có người đi tìm em. Còn em càng tự tìm đường đi ấy, thì cái khả năng mà đội cứu hộ có thể tìm được em càng thấp. Thì đối với những người mà có kinh nghiệm đi rừng như anh Mỹ ấy, thì em nghĩ mới có thể tìm được đường ra ấy. Chứ mà những người mà mới như em ấy, thì sẽ rất là khó. Nếu mà càng cố để tìm đường ra thì sẽ càng dễ bị lạc. Thì phải có kinh nghiệm, còn có kinh nghiệm thì khó. Và còn nếu mà mình lạc mà lạc theo đoàn ấy, thì mình không có đi lung tung. Tức là ví dụ mình đi một đoàn mà có người địa phương này, ví dụ mình đi có một cái người địa phương họ dẫn cái tour đi, và trong 10 người đi đó đây tự nhiên có một người lạc, thì cái người lạc đó là tốt nhất là dừng lại đúng cái địa điểm mà mình bị lạc đó. Bởi vì là cái sau này á, thì cái người địa phương đó họ sẽ đi tìm, nếu họ đi tìm á, thì họ sẽ đi lại các cái đoạn đường mà đã đi đó thì họ sẽ gặp mình. Còn điểm mà mình đi khỏi cái đoàn đã từng đi qua thì chắc chắn họ không tìm ra được đâu, khó lắm. Rừng bao la mênh mông làm sao họ biết được. Thì đúng là cái nguyên tắc đó là cái nguyên tắc mà phải giữ nếu mà đi trong một cái đoàn, một cái tour. Nếu mà mình trải qua một đêm ở trong rừng như thế thì mình có cái gì phải lưu ý không anh? Trong rừng thì thường thường mà đêm là đầu tiên là phải cố gắng phải có đốt được lửa. Bên trong rừng sâu thì không lo chuyện cháy rừng, bởi vì cái độ ẩm nó cao và mình phải đốt lửa để các cái loài động vật sinh hoạt ban đêm thì nó không có tiếp cận. Thì đó là cái ý thứ nhất. Thì thứ hai là mình còn phải xem thời tiết, là nếu mà trong trường hợp mà mưa, tức là mình phải bằng mọi giá mình tìm đá hay là tìm cái gì đó mình làm cái đàn trại cho sỡ mình che lại, trong thời mưa nó ướt, nó rất là lạnh và mình không ngủ được thì ngày mai là càng khổ nữa, tức là mình không còn tỉnh táo và suy sụp về tinh thần đó. Còn lại khi mà bật tối mình chọn cái vị trí để mà mình ở thì hãy nhớ rằng là cái vị trí đó là cố gắng làm sao đó mà nó gần suối để có nước, kìm nước là quan trọng, và mình khát nước là mình sẽ rung rơi trước đấy đó, cho nên là phải có nước. Nhưng mà cũng không được là gần suối lắm, bởi gần suối lắm đôi khi là lũ quẹt hay là nước mưa ở đâu nguồn nó chảy xuống là có thể là mình cũng bị trôi luôn á, mình đâu có biết. Cuối cùng nữa là mình phải xem xung quanh là có cái cây nào to và cái nào khô mà dễ gãy không. Cái điều rất là quan trọng, thì cây nó lớn á, và cây dễ ngã là mình cũng phải tránh, bởi vì cây quá lớn, cây già rồi là có thể là đêm nó ngã xuống là rất là nguy hiểm. Cho nên ngay cả cái chuyện mà nên mà chọn một cái vị trống đạn, đống lán á, để mà thực hiện các cái nghiên cứu trong rừng là bọn anh nghiên cứu rất là kỹ, và mình loại trừ tất cả những cái rủi ro đó. Đó cũng là câu hỏi cuối của buổi sáng ngày hôm nay. Thì khi mà cái chặng đường mà mình đi qua, khi mà mình nhìn lại, em nghĩ đó là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Và em nghĩ là chắc sau này khi mà anh Vĩ gặp những người khác nữa thì những cái câu chuyện như vậy nó thực sự rất là đáng nhớ và có thể chia sẻ được cho tất cả mọi người. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết 2022 của Việt Nam rồi. Anh Vĩ có lời chúc gì muốn gửi đến cho các bạn khán giả của T-Pod không? Cũng nhân cái chuyện chuẩn bị đến cái năm mới thì cũng chúc cho tất cả các bạn là một cái năm mới là an khang thịnh vượng, sức khỏe. Và đặc biệt thì đối với các cái bạn trẻ thì mình cũng hy vọng rằng các bạn nên có cái trải nghiệm thiên nhiên,
bởi vì cái năm tới là chắc chắn là cái đại dịch nó vẫn còn, và cái chuyện đi lại, cái chuyện mà được tiếp xúc với thiên nhiên đó, nó cũng hạn chế. Và mình nghĩ rằng nếu mà các bạn có những cái thời gian để mình xả stress như thế đó, thì nó rất là thú vị, và nó giúp cho con người mình đó, có cái suy nghĩ nó bao la rộng lớn hơn, mình đó, là mình có giá trị hơn, cũng như là mình có thể làm được nhiều cái thứ hơn cho cái xã hội này. Vì mình biết là có một số bạn là cũng có cái điều kiện để đi ra ngoài, có thể là công nghệ, có thể là công việc, cho nên là rất nhiều cái nó dẫn đến stress và nó làm cho cái suy nghĩ của mình đó, nó hẹp lại đi. Cho nên là đó là cái mà mình vừa chúc mà cũng mong muốn các bạn là có thể có được những cái trải nghiệm như thế, nó giúp được mình rất là nhiều. Rồi nếu mà các bạn nào mà có cái mong muốn đi ra Đà Nẵng hay là các cái vùng mà mình đang làm dự án thì vui lòng liên hệ với mình, mình sẽ sẵn sàng làm tour guide để lúc đó sẽ có nhiều cái câu chuyện nó sẽ hay hơn nữa. Bởi vì là cái câu chuyện lúc đó là đụng đến cái nào là mình nói cái đó thì nó rất là thú vị. Dạ. Thế là hôm nay nghe những câu chuyện anh Vĩ kể rất là thú vị. Em rất hy vọng là thời gian sắp tới thì em có thể gặp anh Vĩ để mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tại vì thời lượng hôm nay cũng không có nhiều. Thì em rất là cảm ơn anh Vĩ. Và xin thay mặt cho Substation Việt Nam, em chúc cho anh Vĩ, tất cả anh em của Green Việt và tất cả những ai đang nghe cái tập podcast này sẽ có một cái Tết thật sự là ý nghĩa, thật sự là bình an và hạnh phúc. Em rất cảm ơn sự đồng hành của anh Vĩ trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là sau Tết anh em mình sẽ có dịp gặp nhau ha. Một lần nữa em cảm ơn anh vì cái buổi chia sẻ và những cái bài học mà anh mang đến cho em, cũng như là các bạn khán giả của T-Pod. Em rất là tin đây sẽ là những cái bài học rất là quý giá cho những cái bạn trẻ cũng muốn đi trên cái con đường này. Có thêm sức mạnh, sẽ có thêm niềm tin để mình theo đuổi và mình kiên trì trên cái con đường này, giống như anh Vĩ. Cảm ơn Mia. Dạ. Thì tập T-Pod hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện chia sẻ cùng mình, anh Vĩ và Rin Việt. Rất mong chờ và hẹn gặp các bạn ở những số podcast sau.